mình sẽ giới thiệu với các bạn quy trình rửa rau củ quả tại Yobo. Ngoài việc nhập những loại rau củ quả tươi sạch đạt chuẩn Việt Gáp, Yobo còn sử dụng công nghệ điện phân trong quy trình rửa rau củ quả. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về công nghệ này trước nhé. Đây chính là nguồn nước uống. Nước kiềm kangen có tính kiềm cao, giúp trung hòa axit dư trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, giúp cho quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố ra ngoài nhanh hơn, giúp tăng cường sức đề kháng cho chúng ta, một cơ thể với đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ và phòng ngừa điều trị bệnh. Nguồn nước thứ hai là nguồn nước mang pH 7 chấm, dùng để pha sữa cho em bé và cho người dùng thức tay. Nguồn nước thứ ba là nguồn nước pH 6 chấm, phù hợp cho da và tóc để có thể chăm sóc da và tóc khỏe mạnh. Đây là nút tạo ra nước kangen mạnh 11.5 như mình đã giới thiệu. Nó có thể tẩy rửa được thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thực vật hoặc một số tạp chất khác bám trên rau củ quả hoặc là gạo. Cuối cùng là nước mang tính axit mạnh với độ pH 2.5, dùng để khử khuẩn thịt, cá, dao, thớt. Quy trình này khá là đơn giản, nhưng có thể loại bỏ được các tạp chất, chất bảo quản có trong rau củ quả, giúp đem đến cho quý khách hàng những chai nước ép tươi ngon, an toàn và hiệu quả.